À, chúng ta tiếp tục đến với nội dung câu số 77 đây là một câu một trong hai câu khó nhất đề đấy các bạn chúng ta bắt đầu câu số 77 này đề bài cho hỗn hợp E gồm có 3 ete mạch hở anh X đơn chức anh Y hai trước và anh Z này ba chức đều được tạo uh, thành bởi axit oxalic có mạch carbon không phân nhánh và anh ancol uh, đốt cháy hoàn toàn m gam E thì thu được là anh nước và 3,08 gam 0,3 3,08 mol CO2 sau đó hóa hoàn toàn m gam E bằng một lượng vừa đủ dung dịch cao h thì thu được hỗn hợp F gồm có hai muối có cùng số nguyên tử carbon trong phân tử và 38,88 g hỗn hợp G gồm có hai ancol đốt cháy hoàn toàn và đốt cháy toàn bộ cái lượng F này thì thu được nước này, 0,62 mol kco 3 và 1,22 mol CO2. À, khối lượng của anh Y trong gam E là bằng bao nhiêu? Đối với bài tập này chúng ta sẽ sơ đồ hóa như sau. Đã là anh este thì bao giờ nó cũng gồm có ba kim loại A3 à, nguyên tố đó là C này, H này và OO này, tại Oxi này thì ta sẽ có thí nghiệm này người ta thí nghiệm thứ nhất là người ta đem đi đốt thí nghiệm thứ nhất là đốt trong oxy lượng oxy đây người ta nói bao nhiêu không không chỉ biết rằng thu được CO2 và H2O thôi đây thu được CO2 và H2O lượng CO2 được bài cho là 3,08 3,08 mol tiếp tục là thí nghiệm thứ hai là người ta sẽ cho anh này thủy phân trong môi trường kiềm đó là cao hát lượng cao hát cụ thể bằng bao nhiêu thì chưa thể nói gì chỉ biết là phản ứng vừa đủ thôi thu đây là hỗn hợp gồm có hai muối có cụ số nguyên tử carbon và hỗn hợp gồm có hai ancol, hai ancol. Đây mình sẽ thu được là hỗn hợp g, đây, hỗn hợp g. Hỗn hợp g đây thì gồm có hai ancol nhé. Hỗn hợp g đây thì gồm có hai ancol, gồm hai ancol và hai ancol này thì không thể nói năng gì, đúng không? Hai ancol thế thôi, kệ nó. Và đây mình sẽ thu được là phần à, muối, thì đây là hỗn hợp f. Ta sẽ thu đây là hỗn hợp f. Hỗn hợp f đây thì gồm có hai muối nhé, gồm hai muối gồm có hai muối và hai muối này làm sao cùng số c hai muối cùng số c hai muối cùng số carbon thì bọn muối này người ta làm gì à, đã làm muối thì nó sẽ có c này h này và ook đúng không tác dụng cao h thì đây cái gì có ook phải không ạ và cái này thì đem đốt trong oxy đốt trong oxy và đầu bài cho tạo ra là co2 h2o và k2co3 ở đầu bài cho số mol của CO2 là 1,22, 1,2 cho kco 3 là 0,62 đó. Còn số liệu gì mà người ta cho thì mình chưa biết vào không. Ở đây thì có CO2 bằng 8, OK đã ghi rồi. Ở đây có khối lượng của h 2 OK h 2 đây mình ghi thôi thôi. Nó có khối lượng là 38 nhé, 38,88 gam, 38,88 gam rồi. Và anh muối thì có CO2 có kco 3 xong toàn bộ dữ kiện bài toán này người ta cho chúng ta và chúng ta đã thể hiện nó trên sơ đồ hóa rồi vậy chúng ta sẽ có như sau đầu tiên là chúng ta sẽ bắt đầu từ anh k 2 co 3 ta có này số mol của k 2 co 3 đề bài cho anh này là bằng 0,62 mol 0,62 mol à, mình bảo toàn kali bảo toàn anh kali thì chúng ta sẽ dễ dàng có được là số mol của anh koh sẽ gấp đôi nó sẽ bằng là 1,24 mol đấy số mol của KOH này nó rất là quan trọng nó sẽ bằng với ai nó sẽ bằng với số mol của oxy sẽ bằng với số mol của nhóm CO trong cái anh ester này điền luôn đây là 1,4 1,24 này đó KH 1,4 thì dẫn tới thằng oxy này bằng 1,4 tiếp này nó bằng với số mol của nhóm COK trong muối COK trong muối cũng bằng 0,24 cũng bằng 1,24 1,24 đó nó bằng tiếp với ai nó bằng tiếp số mol của nhóm OH trong ancol là nhóm OH trong ancol bằng 1,4 thì vậy đây ta sẽ có ancol có C này có H này và có O đây thì O đây sẽ là bằng 1,24 đấy đấy là về thằng cao hát đã giải quyết được rất nhiều thứ rồi và các bạn để ý ở đây tự nhiên đầu bài người ta cho số mol CO2 đây là 3,08 thì hiển nhiên carbon đây sẽ là 3,08 và cái lượng carbon đây người ta cho thằng này để ý ám chỉ là bảo toàn carbon đấy thì carbon trong ETA biết chưa biết carbon trong muối biết chưa biết biết chứ bởi vì CO2 biết này k 2 co 3 biết thì mình sẽ có carbon trong muối thế vậy ta sẽ có như sau ta sẽ có bảo toàn carbon, này. carbon thì mình sẽ có số mol của carbon trong muối carbon trong muối bằng xin lỗi nhé quên không đẩy giấy lên các bạn có thể hơi khó nhìn xin lỗi nhé mãi dậy quá không đẩy ý à, số mol carbon trong muối đây thì sẽ bằng này 1,22 cộng 0,62 thì là 1,84 nhé sẽ bằng là 1,84 mol sau khi biết anh carbon đây là 1,84 rồi 1,84 rồi thì chúng ta lại suy ra số mol carbon trong ancol lại tiếp tục một lần nữa bảo toàn carbon thì mình sẽ có được số mol của carbon trong ancol trong ancol sẽ bằng biết carbon ở trong ST uh, là 3,08, 3,08. Biết carbon ở trong muối là 1,84, 1,84. Mình trừ đi và carbon cho ancol là 1,24. Carbon trong ancol là 1,24 và một điều rất tình cờ là số mol carbon cho ancol nó lại bằng đúng số mol của chức OH. <laughs> nó bằng đúng số mol của chức OH. Thế vậy thì suy ra là trong ancol ấy thì số C ancol đấy sẽ có số C bằng với số nhóm chức OH, bằng số nhóm chức OH. Thế vậy thì chúng ta sẽ suy ra là cái hỗn hợp G này suy ra là hỗn hợp G gợ này sẽ chứa hai ancol. Ancol thứ nhất, ancol có 1C thì OH cũng 1C, thế vậy thì nó chính là anh ancol à, metylic. À, anh ancol mà có 2C thì OH cũng bằng 2C, C2H4OH tất cả hai lần như thế này. Đó. À, và bài tập này thì ETE chúng ta là tối đa đây là ETE là 3 3 chức. Thế nên ancol đây thì sẽ một anh ancol -côn ancol đơn và ancol đôi là hoàn toàn hợp lý nhé. Tại sao lại hợp lý bởi vì à, anh ETE à, đơn thì hoàn toàn có thể tạo ra từ thằng à, ancol đơn. Còn anh à, este đôi thì hoàn toàn có thể tạo ra từ thằng từ thằng à, ancol đôi. Đúng không ạ? Đấy kiểu như vậy. À, cũng có thể là khả năng chúng ta ngoài hai ancol là một ancol đơn mà ancol đôi ra thì sẽ phải có một anh ancol là anh ancol đơn. Có este đơn thì như nhiên có ancol đơn rồi. Có anh este ba chức thì hoàn toàn có khả năng anh này sẽ là ancol ba chức nhé. Mình sẽ tách ra làm hai trường hợp này. Thế một số bạn sẽ hỏi là thầy thầy cái bài tập này mà có anh ăn côn hai chức và anh ăn côn ba chức được không chỉ có hai ăn côn là ăn côn hai chức và ba chức thì không được ăn côn hai chức và ba chức ở đây thì nó sẽ không thể tạo ra được anh este đơn ở đây đã có ester đơn rồi thì bắt buộc phải có ăn côn đơn các nhé ok chúng ta bấm thử xem như nào một phương trình liên quan đến bảo toàn oh ở đây thầy kéo dịch xuống cho bạn dễ quan sát bấm nhanh nhé anh này sẽ một phương trình liên quan đến oh đây một này hai này không phải một đó tổng số nhóm nhỏ oh đây là một mà tiếp này à khối lượng đi, khối lượng đây là 38,88 này, sẽ là 32 này, anh này sẽ là 62 này, 38,88. 0,44 và 04. Anh này có số mon là 0,44, còn anh này có số mon là 04. Ok. Còn nếu hai anh cô này thì sẽ là bao nhiêu mon Thì ta bấm này, 1 này, chức là 3 chức này và bằng 1,4. Anh này là 32 đúng rồi, anh này 92, 38,88, 064 và 02 anh này có số mol là 0,64 và này có số mol là 0,2 thế vậy ancol thì nó sẽ có hai cặp này hoặc là cặp trước hoặc là cặp sau thôi cứ biết thế là được rồi Tiếp tục chúng ta sang phần tiếp theo đó là mình sẽ cố gắng đi biện luận thằng muối xem thằng muối nó là muối gì thì lấy thằng ancol ghép với thằng muối là ok đây là lượng ancol tí nữa chúng ta sẽ ghép với thằng muối các bạn nhé mình xong được nửa bài toán đấy sang cái thằng muối này ở đây mình sẽ ghi một dấu sao đó là biện luận muối đấy biện luận biện luận đó đó là thằng uh, biện luận hai muối biện luận hai muối đó thì hai muối này nó sẽ có số c là bằng nhau hai muối này bạn để ý đây ạ nó có số c bằng nhau và đây thì anh này 1,84 này anh này trước đây là 1,24 và để ý thêm một chi tiết nữa đó là gì hai anh muối này thì uh, nó là sao nó thứ nhất là ngoài cái việc là cùng xuống từ carbon ra thì bạn để ý này từ được tạo ra từ axit có mạch carbon không phân nhánh thế vậy thì tối đa nó cũng chỉ có hai chiếc mà thôi Đấy, cái thằng muối thì giỏi lắm là muối muối đơn và muối muối đôi. Thế vậy ta sẽ có như sau nhé. Một anh sẽ là à, ACO ACOK, đó. Một anh sẽ là BCOK như này. Đấy, tất cả hai lần này, đó. Thì bạn bảo nhớ đâu hai muối đều là muối đơn thì sao hả thầy ơi? Thì thực ra hai muối đơn thì có thể được, đúng không? Và có thể là đây là nhỡ đâu hai muối đôi được không hả thầy? Thì hai muối đôi thì khả năng không được. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái hỗn hợp này đã có ete đơn thì chắc chắn là phải có muối đơn là điều chắc chắn rồi. Đấy. Thế vậy thì liệu có hai thằng muối đơn được không? Thì được. Hai thằng muối đơn đều cũng có thể được nhé. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là như nào? Đó là ở đây thì giả sử nó có cả muối đơn muối đôi thì sao? Nếu mà giả sử mà hai thằng đều là muối đơn cả, không có muối đôi thì tự cái muối đôi này bằng không. Đúng không? Đấy, thế nên là mình cứ gọi một anh là muối đơn, một anh là muối đôi đi thằng nào mà không có thì nó sẽ là bằng con số 0. đúng không ạ và ta thử nhé ta sẽ thử như sau này à, bạn sẽ có này à, gọi anh này là u đi gọi anh này là u anh này là v thì chúng ta làm cái động tác này nhanh nhất này à, hai thằng này cùng số nguyên tử carbon thế nên do đó tối thiểu là ít nhất hai carbon đúng không thế vậy thì ta sẽ có anh phương trình thứ nhất là bảo toàn carbon giả sử hai thằng này đều là hai c đi lập hệ này, 2 đều 2C, 2C, 2C đó. Thì bằng số mol của carbon trong muối. Thầy kéo dịch xuống dưới này cho bạn dễ nhìn này. Đó. Carbon trong muối đây là 1,84. Thì mình bấm là 1,84. Tiếp tục này, số chức đây, trước đây là một chức, hai chức, một chức này, hai chức thì bằng 1,24, 1,24 đấy. 0,6 và 0,32 số mol rất là đẹp. Thế bây giờ bạn bảo ơi thầy thầy, nhớ đâu nó bạn nó muốn nó 3C hay sao? Ok thì bấm này muối 3C, hai muối 3C đó. Thế này thì số nó âm rồi, hỏng rồi, không được. Thế đâu 4C là sao? Đây 4C này, 4C này, 1,84 anh này một này một này một hai tư đấy số lại âm tiếp đấy thì nói tóm lại là gì chỉ có hai mũi này là 2 c thôi thì mới thỏa mãn được thế bạn bảo ôi thầy làm thế thì làm mò thầy ơi nhưng mà nói bằng thật các bạn nhé trong phòng thi thực chiến thì tốt nhất là bạn mò giống như thầy thì nó sẽ nhanh hơn còn để chứng minh thì chứng minh có được không thì xin thưa là chứng minh vẫn được các bạn ạ chứng minh vẫn được nhé thế vậy thì chứng minh như thế nào thầy ơi thì thôi thì xin phép thằng này điền luôn nhé ở đây mỗi thằng 2C là thỏa mãn rồi đây 2 này 2 này đó thằng này sẽ là 0.6 và thằng này 032 địa luôn thằng này là 0.6 còn thằng này là 032 thì chỗ này phần giấy còn lại đây thì thầy sẽ đầu tư thời gian để chứng minh cho các bạn là ở đây hai mũ này đều có 2C chúng ta thử 2C thì thấy số mong đẹp rồi mà còn 3C 4C toàn là âm đúng không để thử thì là nhanh nhất luôn và mỗi thằng 2C đây là sẽ là C3 COC kệ COK còn đây này sẽ là COOK tất cả hai lần là ok xong luôn đúng không còn bảo chứng minh cho thuyết phục nhé chứ tiếp đằng nào thì có bài tập này cũng đã xác định là bài tập lấy 10 điểm mà nó khó thế nên mất nhiều thời gian một tí thì thôi các bạn cố gắng đợi thầy chứng minh nhé ta sẽ có này uh, số mol nhóm trước đây đúng không số mol nhóm trước là u cộng với 2 v bằng bao nhiêu là bằng 1,24 thì bạn có công nhận với thầy rằng bạn có công nhận với thầy rằng là cái ẩn u cộng với 2 v này thì nó làm sao nó sẽ phải nhỏ hơn 2 u cộng với 2 v đúng không đây nhé, U cộng với V thì bà đầu trở nhỏ hơn 2U cộng với 2 tăng V và nó sẽ lớn hơn bao nhiêu? Lớn hơn U cộng V. Chuẩn chưa? Thì bây giờ ta có này, số C thì bằng gì? Số C thì bằng số mol của CO2, số mol của thằng carbon. Số mol carbon đây là 1,84 này. Đấy, nhìn thấy Carbon là 1,84. Thì em sẽ lấy 1,84 chia cho số mol hỗn hợp, chia cho U cộng V. Đúng không? Và mình sẽ có này, so sánh con số này 1,84 so sánh với con số này u cộng với 2v đúng không chia cho u cộng 2v mà u cộng 2v là bao nhiêu đấy 1,24 anh này sẽ là 1,4 đó thấy nhé u cộng 2v này. đấy hai phân số có cùng tử số mẫu số của anh nào lớn hơn thì anh đấy sẽ nhỏ hơn đấy như vậy thì chỗ này có phải là à, số c không đấy số c của muối đấy số c của muối nó sẽ phải lớn hơn con số gì đấy lớn hơn con số là 1,84 1,84 chia cho 1,24 thì lớn hơn 1,48 lớn hơn 1,48 Đấy. Bạn có thể thay con số này bằng 1,24 nhìn nó dễ này. Đấy. Thay con số này bằng 1,4 nhé, nhìn cho dễ. Tiếp này, ta lại có tiếp này. Ở đây thì mình xét phân số này đi. Ta sẽ có tiếp đây, đó là 1,84. Đúng không? Chia cho 1,4, 1,4. Đấy, so sánh với phân số này. Anh này tử số cũng là 1,84. Chia cho mẫu số đây sẽ là 2 nhân với U cộng V. 2 nhân với U cộng V. Đúng chưa? Hai phân số có cùng tử số. Mẫu số của anh nào lớn hơn thì phân số đấy nhỏ hơn vậy chỗ này cái này thằng này, này 1,84 bạn chia số 2 đi bạn chia số 2 lấy số 2 bạn xe đi thì cái này sẽ là, là số C số C trên 2 đây sẽ là số C trên 2 nó phải làm sao nhỏ hơn nhỏ hơn có số bao nhiêu nhỏ hơn 1,48 thế vậy thì suy ra đây đó là số C của chúng ta nó sẽ phải nhỏ hơn 148 nhân đôi thì nhỏ hơn là 2,96 phải không ạ Thế vậy thì C số C của chúng ta lớn hơn 1,48 và nhỏ hơn 2,96 thì có phải là đây C phải là số nguyên đúng không ạ? Đã gọi là số C thì nó phải là số nguyên thì đó là C2 đúng chưa? Đấy, thì vậy chứng minh là bọn này C2 thôi Thế vậy thì C2 đây sẽ là một thằng là C3 nhé, COK. COK một anh đây sẽ là COK tất cả hai lần. Đó. Một anh là có số mol là không 06 Một anh một anh có số mol là 06, một anh là 0.32 thế thôi. Ancol có chưa? Ancol có rồi. Muối có chưa? Có rồi, ghép thôi. Và bây giờ chúng ta đến cái đoạn là chúng ta ghép. Chỗ này thì chứng minh một tí thì cho nó thuyết phục thôi chứ còn thực chiến thì mấy ai người ta chứng minh đúng không chúng ta cứ bấm máy tính thôi đẹp thì mình lấy ở đây thì ta sẽ có trường hợp thứ nhất này muối đơn muối đơn thì sẽ là gì uh, CH3 CH3 đây CH3 này COO gắn với thằng CH3 trên này gắn CH3 trên này ok một trường hợp nhé tiếp tục ở đây muối đôi à, ete đôi ete đôi thì sẽ là thằng nào đây thì sẽ là trường hợp là CH3 kết hợp thằng này đi CH3 đúng không COO Đấy, tất cả hai lần ghép thằng C4 đây C4 đó thì đấy là thằng etet FTO. đôi. st 3 này, st 3 trước thì đây sẽ là thằng thằng gì đây? Et3 trước mà ghép bọn này thì ghép kiểu gì đây? Thì sẽ là thằng CH3 COO ghép ở đây là C2H4 đúng không? Chỗ này sẽ là COO ghép C4. Chỗ này sẽ là COO. Phải này sẽ là CH3. Đó. Thế vậy thì đây là trường hợp thứ nhất, được chưa? Hoặc tác là có trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai đây đó là gì? CH3 COO CH3. Đó. Thằng Et đôi đây thì thay vì là muối đơn và côn đôi thì nó sẽ là muối đôi, muối đôi đi CO này và an đơn, an đơn đây sẽ là C3, đấy tất cả hai lần này được chưa? Và thằng Et 3 trước đây sẽ là C3, C3 CO, cái này sẽ là C24 này, C4 đây, C4, anh này sẽ là COO C4 đây, anh này sẽ là COO cắm xuống này, đó và anh này sẽ là C3, đấy. Đây là trường hợp thứ hai, phải không ạ? Thì bây giờ mình ướm thử xem trường hợp nào thỏa mãn nhé. Ướm thử này. Ở đây thì vâng, cái phần này quan sát lại không hết chứ nhỉ? Thì ta có đây thằng C2H4 ở đây, trường hợp thứ 3 đi. C4 này xuất hiện có đúng một lần duy nhất thôi. C4 xuất hiện đúng một lần duy nhất thì C4 này bằng bao nhiêu? 0.4 mol. 0.4 mol. Đấy, thằng này 0.4 này. Đó. Và ở đây thằng COD bao nhiêu? COD 0.4, đúng không? Mà đây cả nhà thấy COD có 0.32. Đấy, thế vậy thì nhé, nói lại nhé CS4 này xuất hiện một lần thôi. Đây CS4 này 04 này. Nhìn thấy chưa? Thì điền đây là 04 chuẩn luôn. Thế vậy thì thằng này 04 này thì thằng CO đây sẽ là 04. Chưa kể cộng CO ở vị trí trên này nữa. Một mình chỗ CO này đã là 014 rồi thì hỏng thôi. Bởi vì cả nhà tôi CO đây, COK đây chỉ có 032 thôi. thì vậy trường hợp này loại luôn. Loại luôn nhé. Đó. Thế vậy còn trường hợp ở trên này thì mình khả năng phải bấm hệ thôi. Gọi anh này là ABC, gọi anh này là A này, anh này là B này, anh này sẽ là C. Ta sẽ có hệ như sau. Đó là bảo toàn thằng C24 này đã. C4 đây, sẽ là B cộng C, B cộng C. CS4 thì nó liên quan đến thằng này, 04 đấy 04 OK Tiếp tục là CS3 đi, CS3 đây xuất hiện một lần đấy. CS3 đây xuất hiện một lần, thì A cộng C A cộng C sẽ bằng số mol của ancol CS3 CS3 đây là 014 Đấy nó sẽ là 014 đây 0.44 Tiếp một phương trình nữa là xong Phương trình nữa là mình sẽ đếm thằng Thằng gì đây Thằng uh, CS3 đây đúng không, đây có một gốc c 3 này Đây có hai gốc CS3 này Đây có 3 gốc CS3 này, thì A cộng với 2B A cộng với 2B cộng với C thì bằng thằng muối CH3 đây bằng 0,6 0,6 và từ đó mình sẽ dễ dàng suy ra đây là A bằng B bằng và C bằng bấm thử xem nếu mà số món dương thì lấy âm loại luôn à, khuyết này 1 này 1 này 0,4 này anh này. sẽ là 1 này khuyết này 1 này 0,44 này với gì 3 đây là 1 này 2 này 1 này 0,6 này 0,12 ok món đẹp thế nhỉ 0, 12 anh này không phải bao nhiêu anh này sẽ là 0,08 này anh này bao nhiêu 0,32 0,32 và người ta hỏi đúng cái thằng khối lượng thằng y, y y là, thằng hai chức y là hai chức là thằng thằng này, này đó thế vậy thằng này nhân với đây, là 59 nhân đôi 59 nhân 2 cộng với 28 thì mà lớn nó 146 mà lớn của nó 146 mà nhân với 08 thì sẽ ra được là 1168 11,68 và kết quả chúng ta đây có 11.68 rồi nhé và đáp án chúng ta cần khoanh đó là đáp án là đáp án A 11,68 chốt luôn xong thêm một số bạn sẽ thắc mắc tiếp đó là thầy thầy này Nhớ đâu nó là ancol đơn và ancol ba chức thì có được không hả thầy? Được chứ. Mình sẽ ghép thôi. Mình sẽ ghép bọn ancol này, bọn ancol này với cái thằng muối này, muối này mình ghép à, thằng thầy viết bút màu đỏ nhé cho nó dễ nhìn luôn. ETA đơn này, thằng CH3CO thằng này CH3 đúng không? ETA đôi thì chỉ có một cách duy nhất để ghép thôi, đó là CH3CO đây. Tất cả hai lần. Anh này bắt buộc phải ghép với thằng à, à đâu? À, không 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 không. Thằng này thì làm gì mà có ăn côn đôi đâu Thì bắt buộc phải là muối đôi Muối đôi thì thằng này sẽ phải là COO CO sẽ đây Tất cả hai lần Đấy, muối đôi này Còn thằng 3 đúng không? Thằng ST3 trước thì đây bắt buộc phải là C35OH UH. C35 đây Có 3 càng CO đây CO đây Và CO đây Đó, 3 càng này Mà nó muốn mạch hở thì thằng này phải C3 Thằng này cũng phải là C3 Và thằng này cũng phải là C3 Chuẩn chưa? Đấy Thế Vậy thì C3H5 đây có xuất hiện ăn côn này xuất hiện có một lần thôi thì là bao nhiêu 0,2 em điền đây là 0,2 và em sẽ thấy, thấy nó vô lý luôn tại sao lại thấy nó vô lý bởi vì 12 mà nhân ba càng này thì sẽ 3 co đây phải bằng ít nhất là bằng 0 0,6 đúng không ạ? còn cộng với thằng sẽ 3 trên này nữa thì phải ra được số mon của thằng sẽ 3 co phải trên 0,6 thì mới đủ được nhưng ở đây chỉ có 0,6 mà thôi như vậy thì anh này sẽ là không ghép được nhé sẽ là sẽ là vô lý Đấy, thì tóm lại là chúng ta sẽ thấy là có mỗi trường hợp phải thỏa mãn thêm ạ Và mình chốt đây là đoạn A các bạn nhé Đoạn A